Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngày đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Trong cuộc đời này, ai ai cũng có những nỗi sợ hãi. Càng làm lớn, càng nhiều trách nhiệm, càng có địa vị, danh vọng, chức tước cao bao nhiêu, thì sự sợ hãi lại càng nhiều bấy nhiêu. Những nỗi sợ như sợ khó, sợ khổ, sợ tai nạn, sợ nghèo đói, sợ chiến tranh, sợ thất nghiệp, sợ phạm phải sai lầm, sợ bị người khác chê bai, sợ bị người ta coi thường, sợ bị phê bình chỉ trích, sợ thất nghiệp, sợ con cái hư hỏng, sợ bệnh tật và sợ coronavirus, vân vân và vân vân, là những cái sợ mà ai ai cũng có. Thế nhưng có một cái sợ mà đáng lý ra tất cả mọi người có trí khôn ngoan, có sự hiểu biết ở trên trần gian này đều phải sợ, nhưng có nhiều người lại không sợ. Đó là sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Vì người ta không biết sợ đấng có quyền tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục, cho nên mới có những chính trị gia, những bác sĩ, y tá và những thanh niên nam nữ ủng hộ, cổ võ, hô hào việc hợp thức hóa và thực hiện những vụ ngừa thai, phá thai, cho những dịch vụ nghiên cứu tế bào gốc, cho việc hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, cho các dịch vụ phim ảnh khiêu dâm, cho việc buôn bán xì ke ma túy, cho việc trợ tử và cho án tử hình. Vì không biết sợ đấng có quyền tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục, cho nên mới có những người, thậm chí cả những người công giáo, mới bỏ phiếu bầu cho những ứng cử viên, cho những chính trị gia công khai chống báng và thách thức luật của Chúa và những giáo huấn của giáo hội. Những người công khai lên tiếng ủng hộ cho những đạo luật phá thai, trợ tử, hôn nhân đồng tính. Vì không biết sợ đấng có quyền tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục, cho nên mới có những người lợi dụng những cuộc biểu tình để tấn công cảnh sát, để cướp bóc, để đập phá, để phóng hỏa những thánh đường và những nơi linh thiêng của các tôn giáo, trong đó có những nhà thờ công giáo nữa. Bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã phán: Anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Kính sợ Thiên Chúa là điều phải lẽ và là điều vô cùng quan trọng, rất cần thiết mà tất cả chúng ta phải ghi nhớ. Bởi vì Kinh Thánh chỉ rõ cho ta thấy, ai kính sợ Đức Chúa thì được nhiều lợi ích lắm, được nhiều những mối lợi lắm. Tôi xin đơn cử ra đây ba mối lợi lớn này mà tôi thấy được ở trong Thánh Kinh ghi lại. Cái phúc lợi thứ nhất đó là được Thiên Chúa bảo vệ, che chở, chúc lành và tránh được những sự dữ. Sách Huấn Ca chương 34 câu 15 đến câu 17 và sách Châm Ngôn chương 16 câu 6b có viết: Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Đức Chúa, họ nương tựa vào Người là khiên mộc vững chắc, là sức mạnh đỡ nâng, là tàn che gió nóng, là bóng mát giữa trưa hè. Người giữ gìn cho khỏi vấp ngã và bảo vệ cho khỏi té nhào. Nhờ kính sợ Đức Chúa mà người ta tránh được sự dữ. Cái lợi ích thứ hai đó là khi chúng ta kính sợ Đức Chúa thì
thì chúng ta được Ngài ban cho ơn khôn ngoan và ơn hiểu biết. Sách Châm Ngôn chương 9 câu 10 khẳng định: kính sợ Đức Chúa là bước đầu của khôn ngoan, biết đấng chí thánh mới là hiểu biết thật. Và Thánh Vịnh 111 câu 10 có viết: kính sợ Đức Chúa là đầu mối khôn ngoan, sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy, mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen người. Và cái mối lợi thứ ba: ai kính sợ Đức Chúa thì được hưởng sự sống đời đời. Sách Châm Ngôn câu 10, chương 14 câu 27 viết: kính sợ Đức Chúa là nguồn sự sống, giúp ta tránh được cạm bẫy tử thần. Lòng kính sợ Đức Chúa đem lại sự sống cho người ta ăn no ngủ kỹ, thoát khỏi mọi tai ương. Bạn thân mến, ngày hôm nay bạn nhận ra rằng kính sợ Đức Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan. Kính sợ đấng có quyền tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục là điều phải lẽ. Thì chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn và cho tôi ơn khôn ngoan, ơn thông minh và ơn hiểu biết, để chúng mình nhận ra rằng trên đời này chẳng có cái gì đáng để sợ ngoài việc sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Để nhờ vậy, chúng mình sẽ biết tôn trọng sự sống, tôn trọng nhân phẩm của mọi người, tuân giữ những lề luật của Thiên Chúa, vâng nghe những giáo huấn của giáo hội. Và như thế, chúng ta sẽ sống đẹp lòng Ngài trong mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người không biết kính sợ Chúa hay chưa biết kính sợ Ngài, nhất là cầu nguyện cho những chính trị gia, cho các bác sĩ y tá đang hành nghề phá thai, cho những người đang chủ trương dùng bạo lực để hôi của, để cướp bóc, gây bất an cho xã hội và cho giáo hội. Xin Chúa ban cho họ ơn hoán cải. Xin cho họ ơn khôn ngoan để họ biết kính sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác của họ trong hỏa ngục.